Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa cấp 13 thiết bị bay không người lái hay còn được gọi là flycam chuyên dụng cho các hạt kiểm lâm trực thuộc, đội kiểm lâm cơ động và văn phòng chi cục để phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là loại flycam có khả năng bay cao 500m, bay xa tối đa đến 5 km, thời gian bay từ 20 đến 30 phút với hệ thống camera có độ phân giải lớn, bán kính quan sát từ 8 đến 10 km, có thể quan sát bao quát từ trên cao, đặc biệt là ở những khu vực địa hình đồi núi hiểm trở, khó tiếp cận. Đặc biệt thiết bị này còn có thể chụp ảnh địa hình, ảnh 3D, có tọa độ và được tích hợp với bản đồ vệ tinh để xác định vị trí cụ thể, phục vụ cho việc đo vẽ, xác định số liệu về rừng. Để sử dụng thiết bị hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, cách thức thiết lập chế độ, khu vực bay, kết nối các thiết bị, thao tác bay chụp, xử lý phần mềm ghép ảnh cho 60 cán bộ kiểm lâm các đơn vị trực thuộc.